Và thời điểm hiện tại thì nhất cử nhất động của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở New Zealand đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Cứ nhìn các chị em cười như mùa thu tỏa nắng thế này thì hẳn là cái lạnh dưới 10 độ C ở Napier không thể làm khó thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung được. Đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất hai buổi tập đầu tiên tại Napier, New Zealand. Ở buổi tập này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện sự hứng khởi và tích cực trong hành trình hướng tới World Cup bóng đá nữ thế giới 2023. Thời gian này đang là mùa đông tại New Zealand nên nhiệt độ thường ở mức khá thấp khoảng 10 độ C. Bởi vậy, việc giữ ấm và đảm bảo thể trạng thi đấu cho các cầu thủ là điều rất được quan tâm. Cái điều kiện đấy là chúng ta phải đương đầu, phải đương nhiên là phải khó rồi. Chứ không phải lúc nào cũng có cái điều kiện và cái thời tiết rất thuận lợi cả, trừ khi chúng ta đá tại đất nước chúng ta đấy thôi, chứ còn nếu mà thi đấu ở các nơi khác thì là phải có khó khăn, mà đội nào khắc phục khó khăn nhanh thì là nó sẽ thuận lợi hơn. Trong buổi tập sáng nay, ngoài rèn thể lực thì các cầu thủ còn tập thêm các bài đi bóng với tốc độ cao và xử lý bóng trong phạm vi hẹp dưới sự hướng dẫn của trợ lý Cedric Roger. Từ ngày mai, đội sẽ chỉ tập một buổi trong ngày, tuy nhiên cường độ trong mỗi buổi tập vẫn được duy trì. Trong danh sách đội tuyển nữ tham dự World Cup 2023 thì cầu thủ Vũ Thị Hòa là gương mặt trẻ nhất, mới 20 tuổi. Cô từng giành vua phá lưới giải vô địch quốc gia và đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2022. Theo dõi cô gái này từ khi mới 14 tuổi thì chúng tôi thực sự bất ngờ về bước tiến và sự trưởng thành của Vũ Thị Hòa trong hành trình tới World Cup. Một phần là cũng đam mê, mà một phần là cũng đá để kiếm tiền để trang trải các kiểu. Đó là tâm sự của Vũ Thị Hoa, lúc đó em 14 tuổi. Quyết tâm theo bóng đá vì đam mê và bố mẹ đỡ phải lo cho mình. Thế nhưng, Hoa đứng trước một thử thách mới. Bố em mất vì tai nạn khi Hoa 17 tuổi và đang đá giải U19 nữ quốc gia. Lúc bố cháu mất thì cháu cũng có suy nghĩ là ở nhà đỡ đần mẹ và lo cho các em, mà các mẹ đã động viên cháu và bảo cháu cố gắng và đá tốt giải này. Sau biến cố gia đình ấy, Hoa quyết tâm trở lại bóng đá. Sự nỗ lực đã giúp cô thành công hơn. Hoa đã giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc năm 19 tuổi, giành huy chương vàng SEA Games 32 năm 20 tuổi. Sút ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức trong trận giao hữu là điều Hoa tiếc nuối nhất. Truy cản của hậu vệ bên phía đội tuyển nữ Đức. Chỉ đáng tiếc là cô đã không thể thắng được Froms. Em sẽ cải thiện bản thân mình hơn để mình cố gắng phấn đấu hơn ạ. Em nghĩ là lên được gần cầu môn của Đức cũng là một vinh dự của mình, và mình đã bỏ lỡ nó thì em quá là đáng tiếc ạ. Mọi người cũng động viên và cố gắng lên, không đừng suy nghĩ quá nhiều vì mình còn quá trẻ để có thể làm tốt hơn ạ. Là một trong hai nữ cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2023, con đường phía trước còn rất dài. Những thành công trong sự nghiệp của tiền đạo mới 20 tuổi này sẽ khiến Vũ Thị Hoa càng phải nỗ lực hơn trong thời gian tới.